Hello anh em, rất vui được gặp anh em ở clip lần này nha. Lần này mình lại đi top và gặp vị tướng Aeron nha anh em. Lại là một vị tướng trên chơi của Tara nha anh em. Ok, mình sẽ làm lần lượt những clip với những vị tướng mà trên cơ của Tara để cho anh em tham khảo nha. Đối đầu với những vị tướng mà trên cơ thì mình nên chơi khiêm tốn xíu nha anh em, đừng hổ báo quá. Ok, trận này mình lại cầm một phá để đi đường tốt nha anh em. Một phá thì rất là có lợi thế luôn. Ok, đối đầu với vị tướng này thì né được chiêu 2 là khá ổn nha anh em. Ây da, đây rồi, cầm một phá mà mình không để ý luôn anh em ơi. Mới vô game mình thiếu sót cái phần mà để con Aeron đem nhiều quá. Anh em nhớ cân nhắc khi mà đi đấu đường tớp coi vị tướng kia mang gì nha anh em. Ok, rồi mình bật phá lại thôi. Một đổi một trả nợ lại như nãy anh em ơi. Ở trận đấu lần này thì nói chung là cái điểm KDA không có ok lắm, nhưng mà đứa em nó muốn lên YouTube này nè. Đây, mình đã sẽ đăng clip này luôn em ơi. Có đứa em chờ rất là hiểu ý luôn. Hôm nay là clip tặng em luôn nha em. Ok, gặp vị tướng. Ồ, bạn Aeron đang người con kinh thông rồi em ơi. Và vị tướng Aeron thì mình chơi cứ cố gắng lạng lách để né được cái chiêu 2 của nó nha anh em. Thấy nó tích đủ nội tại rồi thì mình né cái chiêu 2 ra. Cái khả năng hồi phục của nó rất là cao luôn. Có lẽ mình sẽ lên một số món thủ trước rồi mình mới lên cái cây đao truy hồn sau nha anh em. Để giống như là có lượng máu nhất định để duy trì khi mà đối đầu với nó nha. Nếu mà anh em mà quá xanh thì khỏi cần lên đao truy hồn chẳng hạn, vẫn khá là ok luôn anh em ơi. Nó không chơi lại mình đâu. Còn nếu mình không xanh thì mình nên lên đao truy hồn để khắc chế cái lượng hồi phục của nó bớt anh em ơi. Ok, mình sẽ đi lên đây chặn đầu cái con Liliana là anh em ơi. Đây mình đang ép bằng Liliana nè. Ok, một pha chặn đầu rất hợp lý luôn. Ok, mạng thứ hai dành cho mình rồi. Cướp con bùa nó luôn, hồi nãy mới cướp con bùa xanh xong cướp con bùa đỏ nữa. Chào bạn ấy khỏi chơi game luôn. Rồi, rít nát chết mạng này luôn nè. Hên quá, chạy thoát ra nè mà. Lily này hổ báo thiệt. Hổ báo với chúng tôi nè. Ba mạng này cho mình anh em ơi. Aeron này chạy không? Bây giờ Aeron gặp mình chỉ có chạy thôi anh em ơi. Chạy dùng hết chiêu chạy luôn, chạy quá chạy luôn anh em ơi. Lướt rồi anh ti các kiểu luôn thì chạy được hết khỏi mình nè. Lại cướp thêm con mùa xanh nữa nè. Ngủ công rừng thêm lực luôn. Ok, cướp thành công rồi anh em ơi. Lỡ rồi ăn luôn con này đi. Trên kia tem bạn khá là ít máu luôn nè. Mình sẽ chặn đám lính này xong rồi mình đi ganh luôn.
chơi mà đường tớp mình á, canh nếu mình cơ động thế mình canh mình chặn được đám lính là ok rồi. Ok, chạy hộ bạn ơi. Rồi còn quả cầu băng xương hên quá mình không có bật bộc phá. Dạ đây, một pha bộc phá giết bạn trâu trụ luôn. Trên cơ nhưng bây giờ mình khá là xanh nên là mình đã trên cơ lại rồi nha anh em. Vị tướng trên cơ nhưng mà gặp chơi với mình thì cũng xác định luôn em ơi. Mình chơi gặp mấy vị tướng trên cơ mình chơi rất là kỹ luôn. Đường xe mình chơi cũng khá là tốt anh em ơi. Nói chung trận này tên mình chơi tốt nên là mình được tên đánh anh em. Ba đến một con trâu của ngoan này. Nhưng mà gặp rừng mình là rừng mình đá văng vô cái tường luôn em. Cố gắng coi ép được cái trụ này không. Rồi đây mình bỏ rồi. Không giết được mình đâu. This is the family. Chẳng công không cướp được con mùa. Rừng các bạn khá là phế luôn. Do là bị chết nhiều với lại mình ăn hết quái rồi nên là không có xanh nổi. Cỡ này quýnh mình không chết đâu. Chứ vị tướng Ricknet nó sóc đam rất là tốt anh em. Nó sóc luôn những con tướng trâu bò như mình nó cũng sóc đam được luôn nha anh em. Mình hơn hàng cao nhất Vinh với tay bạn là hơn cả ngàn vàng anh em ơi. Tích cực farm vào đẩy luôn cái trụ này mới được. Cô hồ thì chạy đi bạn. Khó mà sống tâm trận này. Gặp vị tướng dưới cơ mà lại bị lép dế luôn anh em ơi. Thì cho xin con bùa nữa thôi. Trong thành công anh em ơi.
bọn em một phá và kéo hết được khá là nhiều người hơn em ơi. Team Feed Family D Devil.